Cái này sợ đâm. Đâm rồi mà đâm. Không. Bẻ cái lưới này luôn đi. Dịch quay, dịch quay. Chuyện quá ăn để hồi quấn dân giật ra vợ nó nhổ lột cái chân gà không ăn vợ được nhiễu nhiễu đầy người kìa. Quấn lộn không? Ủa trên đời này đâu có quấn lộn đâu. Nên trên đời này không quấn lộn hả? Ừ. Trên đời nào quấn lộn? Trên đời Trung Quốc. Ờ, Trung Quốc nói nè. Mình là người gì? Mình là người Việt Nam. Ừ. Có anh người Việt Nam anh ở đâu? Ủa mấy đứa kia làm cái gì nữa vậy? Mấy đứa trẻ trâu đang định quýnh nhau á. Ngon đạt. Ừ. Thấy không? Không. Cái trà này kỳ hỏi ra nhầy kỳ. Đúng. Dịch quay, dịch quay. Tới Hồ Hoàng. Quay xuống năm chữ giả dịch quay coi. Ờ, ăn rồi. Con tới Hồ Hoàng. Không thấy gì á. Cho con lưỡi da con ăn không vậy? Ừ, nhai không nổi đâu. Mẹ sẽ đi lên. Anh rảnh quá ha. Anh xé cho con ăn là anh uống lụm nữa hả? Ủa, tự nhiên thấy miếng nhỏ nhỏ lụm luôn. Thôi bỏ đây. Đây đó đi. Món ăn dân dã. Nè đây nè, mẹ xé cho con. Món ăn thơm ngon chứ. Ừ, thơm ngon. Đâu nói là món này món gì? Cái gì cái đậu của mẹ mà sao con dục hết trơn vậy? Ờ, dục á. Trời ơi, ăn chảy mũi luôn nha. Ai xuống gì vậy à? Ừ, ai xuống gì á? Trời ơi, con mặt mèo quá. Nước mẹ đâu? Em gian quá. À. Ừ, đúng đấy. Mấy đứa nhỏ đi đâu rồi? Cái thằng miếng cuối. Mấy đứa nhỏ đi đâu rồi cha? Cha. Quýnh thòng đi hay quá. Mấy người nhìn hả? Ừ. Đi nhiều chuyện á. Sao mà ăn ăn ăn. Xương xấu vậy mẹ. Dơ bạn đi. Ủa sao xả rác vô đó vậy mẹ? Cái gục lại
quản lý thị trường lại hốt. Cái gì đây? Rau. Dễ. Còn lên rồi. Ừ. Ngon chứ? Có thứ mấy mà nay con học thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba. Thứ sáu. Thứ ba. Thứ sáu không tới thứ mấy? Thứ bảy. Thứ bảy. Học không biết gì trơn vậy. Có hù hả? Ừ, cho gọn nha lên. Từ từ. Ăn cái. Ăn tham nữa. Mày cũng mày nói cho ăn tham. Ai không biết. Sao gì kỳ con mà ăn không dí vậy? Sao mà ăn không bắt vậy? Ăn bắt. Con ăn không chảy mũi luôn vậy? Ăn vịt chứ đâu ăn vịt đâu mà bị bắt. Ăn vịt quay uống nước ngọt nè. Không, sao sao rồi người ta thu cái điện thoại của mẹ luôn. Dù hết mọi thứ không có dạng. Quá. Này mẹ ơi. Cho ăn nạc hết trơn rồi. Còn xương không mà bắt mẹ xác. Đừng nổ nữa còn nhiều. À, nhớ, đừng nổ. Nhiều. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Không, con này nữa mà. Để mẹ mua cho con ăn chứ mẹ có dành ra ăn cũng ngon đâu vậy. Ăn có hết đồ lấy. Hết chưa? Mẹ khỏi.
nước không đổ hết rồi đó, thấy chưa? Vậy đó, để im đó. Thôi không có đổ ra còn. Xong đó. Có này. Đó có ấy. Đó, ăn rau tôm gốc cây là phần hữu cơ. Chỉ có một nữa à, to lắm à, còn tiếp mà còn đâu, 200 ngàn con vịt quay, ba người ăn không hết, ba người ăn hết nè, đó rồi còn ăn hết đó chàng, không hết đâu, còn cỡ này vậy nè, này là mới phần nữa à, để tôi ăn hết, được, để tôi ăn hết. Đạt có chia sẻ về món vịt nướng ngày hôm nay không Đạt? Ngon không Đạt? Con cảm thấy món ăn thì như thế nào? Ngon. Ngon à. Mà có hộp túi tiền ngon không? 200 ngàn. Có hộp với túi tiền ngon không? Hộp. Hộp ừ. Đúng không? Được, có lý. 200 ngàn ăn ngon mà hợp lý đúng không? Dạ ừ. Với lại ăn theo cái phong thái hôm nay là mình ăn ở đâu nhỉ? Mình ăn vịt quay hay vịt nướng đâu nhỉ? Nướng trại không. Mình đi cắm trại đúng không? Cắm trại trong bữa nay con đi cắm trại đi với ai nhỉ? Cha mẹ. Ừ, cha với mẹ. Ừ. Con cảm thấy mình đi cắm trại ngày hôm nay có mát mẻ lắm không? Dạ mát. Mát hả? Ừ. Có vui lắm không? Vui. Vậy theo con là con có sau này con có rủ bạn đồ đi cắm trại gia đình mình không? Có phe với bạn đồ không? Ừ. Con phe sao? Bạn ơi đi cắm trại giùm tôi. Đi cắm trại chung với tôi. Cắm trại giùm. Đạt năm nay học lớp mấy ta? Sẵn là cha đăng cái video clip lên YouTube này để con biết, để cho mấy bạn biết là con nay là con được nhiêu tuổi nè. 6 tuổi. À, 6 tuổi Đạt học lớp mấy rồi? Lớp 1. Ừ. Đạt học trường nào? Trường Lê Hồng Phong. Hồng Phong à. Theo Tấn Đạt nhà tôi nói là xả rác á, là xả rác ở đây mới đúng nè. Ừ. Ở đây thì ô đục uống Milo, còn tôi uống Milo. Tên Đạt tên đi học, bạn kêu tên gì đó, bạn người con kêu tên, con tên gì? Hôi. Hôi gì? Hôi sumo.